Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in được cái chất liệu tem nhàn vải. Thì chất liệu tem nhàn vải bao gồm đó là rubang hoặc là satin. Thì những cái chất liệu này mình có thể thường thấy ở trong những cái mặt áo quần, may lên mặt áo quần, ba lô, túi xách thì được ứng dụng khá là nhiều trong cái ngành hàng đó là may mặc. Thì đây là dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người, có model đó là Rin 412 PA cộng, có công nghệ Nhật Bản, in rất là tốt cái những chất liệu này. Vì sao mình cần phải chọn những cái dòng máy có thể in tốt trên những cái chất liệu tem nhàn vải và satin? Tại vì khi mình chọn những cái dòng máy rẻ tiền hoặc là không chất lượng thì dẫn đến tình trạng đó là in mờ hoặc răm cưa, nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là yêu cầu của mình đối với những cái dòng tem này. Và trong quá trình in thì nó cũng có thể là xảy ra những cái lỗi vặt làm cho cái quá trình vận hành của mình là nó không được suôn sẻ, để ảnh hưởng đến cái việc sản xuất của chính công ty của mình. Nên mình cần phải chọn những cái dòng máy in chất lượng cũng như là đúng để mà mình in để đảm bảo. Thì để sau hơn thì mọi người hãy cùng tìm hiểu em kỹ hơn về chiếc máy Rin 412 PA cộng này nhé. Mọi người có thể nhìn thấy cái hình dáng bên ngoài của cái dòng máy mà Rin 412 PA cộng này em muốn giới thiệu với mọi người. Thì đây là dòng desktop nên mọi người có thể thấy là cái vẻ bề ngoài nó khá là gọn gàng ha. Thành ra là mình có thể là tiết kiệm được cái không gian đặt máy hoặc là để những cái vị trí mà nó tiết kiệm cái diện tích. Đây mọi người có thể nhìn thấy bên ngoài khá là chắc chắn, màu xám và màu đen, màu trắng đây kết hợp nhìn khá là ưa nhìn ha. Ngoài cái vải đây nhìn thì nó cũng rất là chắc chắn cho mọi người. Đây, tiếp theo em sẽ mở cho mọi người xem về bên trong. Đây, mở lên khá là dễ bên trong này. Người nhìn này, trong là khuôn màu đen không. Thì đây là cái đầu in của máy, em có thể bật lên ha. Đây, em đã gắn sẵn mực giấy để in test cho mọi người. Còn đây là cái đầu in của máy. Đầu in của máy thì nó có kích thước đó là 4 inch. Nhiều là mình có thể là sử dụng mọi kích thước nhãn vải mà có kích thước là không quá cái khổ 4 inch, tương đương với 100mm đó, 104mm. Đây thì mình có thể là sử dụng nhiều cái kích thước khác nhau, ví dụ như 25-30mm hoặc là 40-50 gì đó tùy. Phía sau là cái hộc đựng của cái dàn ha, dàn vải ha. Nếu mà cái dàn mình lớn thì mình có thể là làm một cái kế phía sau này để luồn sau luồn tới. Mình là ý là nếu cái sau này mình sử dụng cái lớn đó, tại vì sau máy nó sẽ có một cái đây thì mình xem xem, nó sẽ có một cái khe để cho mình có thể là luồn cái nhàn vải phía sau này, thì mình sẽ làm một cái kề. Nếu cái cuộn nhàn mình lớn, mình không có mất thời gian để mình thay cái cuộn nhiều á, thì mình có thể luồn sau này tới. Đây nhân tiện luôn em cũng giới thiệu là máy nó có một số cổng kết nối. Đầu tiên đó là cổng USB này, hai là cổng USB 3, ba đặc biệt là có thêm cổng LAN, mục đích để mình có thể là sử dụng nhiều máy trong văn phòng có thể là cùng in cái dòng máy này, cùng in chiếc máy này. Cổng kết nối khá là đa dạng cho mọi người. Đó, về cái độ phân giải của máy, có độ phân giải đó là 300 dpi, nên thật ra là độ nét của máy in ra thì mình có thể là yên tâm á. Tương đối máy có độ phân giải là 300 dpi, kèm với đó là tốc độ in cũng khá là ổn định và nhanh. Đó là tốc độ in là 101 mm/s, 101 mm/s nha mọi người, là 10 cm/s nó có thể in ra. Đó là cái tốc độ in của máy. Đó là một số cái thông số cơ bản mọi người có thể nhìn qua sơ về chiếc máy này ha. Đó là khá là cứng cáp. Đây là một chiếc dòng máy có công nghệ của Nhật Bản. Rin đến từ là thương hiệu là Autonic. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem trên chất liệu in rubang cũng như là satin để mọi người có thể là chứng kiến tận mắt cũng như là thực xem trực quan hơn về cái khả năng in ấn cũng như là cái tốc độ in của chiếc máy này. Bây giờ em vừa rồi là em đang lắp ở trong máy đó là cuộn nhàn satin nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy không? Em in 5 con ha. Mọi người có thể nhìn đó, những cái bảo vật barcode hoặc là những cái ký hiệu ở trong nền máy mặc này. Đó. Rất là rõ nét ha. Nên chất liệu satin này. Đó mọi người thấy. Tốc độ in tương đối ra mọi người. Mọi người có thể xem. Rồi, tiếp theo thì em sẽ thay luôn để in cho mọi người xem luôn trên cái chất liệu rubang thì in ra thì nó sẽ thế nào. Việc thay lắp của cái chất liệu này hoặc là lúc mà mình cần thay lắp khi mà hết nhãn thì nó cũng rất là nhanh nha, cũng và rất là đơn giản, cũng không khó khăn gì trong cái việc quá trình để mình vận hành. Rồi, em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem. Đó, vừa rồi thì em đã lắp xong cái cuộn nhãn mới nhá. Đó, đó hai số. Đó, đó.
và đổi lại sang thiết kế khác thì em sẽ tiến hành in. Đang chọn lại file thiết kế cho cái khổ giấy lớn này. Đây. Đây mọi người có thể thấy không? Mọi người có thể nhìn cái những cái nét chữ cũng như là những cái biểu tượng logo ở trên này. Đó. Đi kèm với đó thì cái chất lượng mà khả năng in cùng với file chữ của những cái này rất là tốt đó. Ví dụ như là em đang test đó là móng tay của em nên em cà vào mà nó không bị phai, nó không bị ảnh hưởng này. Đó, mọi người có thể thấy không? Rất là tốt. Lát nữa em sẽ thử nhúng nước rồi bắt đầu test cho mọi người ở phần đoạn sau nhá. Đó, mọi người có thể thấy là đây là rất là tốt. Rồi em sẽ in thêm ha. Nói việc ý tính với những cái dòng máy này cũng như là những cái loại nhạc khác nhau cũng khá là đơn giản, thay vào những cái như thế này in. Mình xem thêm một xí nữa về cái độ sắc nét cũng như là khả năng in của cái dòng máy này. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn Green 412 BAI còn mình có thể là lựa chọn thêm option, đó là lắp thêm giao cắt nha mọi người. Thì đây là giao cắt, thì mục đích của cái việc lắp giao cắt này là đó là mình có thể là sử dụng để cắt từng cái nhãn ra. Ví dụ như in con nào ra thì mình cắt nhãn nó ra. Thì nó ứng dụng khá là nhiều ở trong cái việc đó in nhãn vải như thế này ha, nhãn vải ruban hoặc là satin, những nhãn vải này, hoặc là mình có thể là in thêm những cái chất liệu đề cao mà nhưng mà đề cao liên tục, tại vì là lúc mà mình in thì mình không thể nào mà mình sử dụng nhiều kích thước khác nhau, thì mình không thể nào mà thay những cái loại giấy khác nhau thì nó khá là mất thời gian, thì mình sử dụng dấu cắt này là tên thiết kế kích thước bao nhiêu thì nó sẽ cắt theo chiều dọc ra bao nhiêu, nó sẽ cắt theo chiều dọc nha. Những cái nhãn ruban hoặc là những cái giấy cắt thì mình có thể là cắt rời từng con tem khác nhau, cắt từ từng con tem ra, hoặc là mình có thể là cắt một tệp tem, nghĩa là 5 tem, 7 tem, 10 tem gì đó, kết thúc từng lần in thì mình có thể là cắt ra. Thì đây là cái chức năng để mình gắn thêm dao cắt. Thì bây giờ thì không để mọi người chờ lâu thì em sẽ tiến hành đó là in thử và để cho mọi người xem cái nguyên lý cắt của cái máy Green 412 PAI cộng này. Thì bước đầu thì em sử dụng đó là in tên nhãn nhãn lớp băng nha mọi người. Mọi người có thể thấy nhá, đây là nhãn liên tục, nó in xem nó sẽ từ cắt ra đường con như thế này đó. Đấy, tốc độ in với cũng như là tốc độ cắt thì nó sẽ đi theo tốc độ in. À, để em in thêm cỡ nhiều con cho mọi người cùng xem ạ. Mọi người có thể thấy là máy in thì như lúc trước, những lúc trước em có thể quay và giới thiệu cho mọi người xem về cái độ sắc nét cũng như là cái tốc độ in của nó ha. Thì mọi người có thể nhìn thêm ha. Thì đặc biệt là để in nhàn vải thì thường mình sẽ đính vào trong mặc áo quần, ba lô hoặc là những cái vật trong trang trí hoặc là trong may mặc, thì ví dụ như những cái chất liệu trên mực trên này cũng yêu cầu là phải có độ bám nhất định, nó độ bám là phải cao để không bị lem mực, không bị phai mực. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em sẽ test thử, đây là nước em sẽ nhúng nước thử rồi em test thử cho mọi người xem về chất lượng của những cái này ha. Ví dụ như em nhúng nước rồi em vò cho mọi người xem, nó khá là mực, rất là bám, rất là chắc chắn đó. Nè mọi người có thể thấy không, giặt này mực này không bị bay mực này, chả khá gấp mình ha. Đó thì khả năng đốt nhiệt, khả năng in của cái máy in 412 này rất là tốt ha. Đó thì nó phù hợp và cũng như là dao cắt phù hợp để cho mình có thể là in trên những cái chất lượng nhạt ruban hoặc là satin. Đây thì đây là nhạt ruban ha, thì em sẽ in cho mọi người tên nhạt satin để mình có thể xem về cái chất lượng in và cái khả năng cắt của cái dòng máy in 412 và kết hợp với dao cắt này. Thì em đã vừa lắp xong cái cuộn satin vào máy Green 412 PAI cộng này, thì em sẽ tiến hành in thử để cho mọi người xem về cái khả năng in cũng như là khả năng cắt của dòng máy Green 412 PAI cộng này kết hợp với cắt này như thế nào. Đây mọi người có thể thấy không? Nè, mình có thể là nhìn quan sát kỹ hơn tí á, cái nét chữ này, cái chất liệu satin vải mờ thế này mà nó vẫn có thể là in rõ nét ha, và cắt nữa. Như lúc nãy em có nói là nó cắt theo cái tốc độ in của máy, mọi người có thể thấy nó có thể là cắt từng con như vậy ha. Thì ngoài cắt từng con thì nó cũng có thể là cắt theo từng tệp, thì em sẽ tiến hành in để cắt theo từng tệp khác nhau này. Ví dụ kết thúc một lần in nó mới cắt, và ví dụ như giờ em in 5 con nó sẽ in ra tệp 5 con như vậy. Thì tùy theo mình đó, mình nếu mà mình muốn sử dụng trong cái trường hợp nào thì mình có thể là sử dụng trong cái trường hợp đó. Đó, sau khi mà mình không muốn thì mình có thể là chuyển sang in cắt từng con.
thì trên máy thì nó sẽ có chế độ hết mình chọn khá là nhanh và khá là đơn giản này. Ví dụ như mình tiệm ha, mình cắt từng con nha. Đó. Mọi người có thể thấy là cái đường cắt của nó này cắt rất là sắc bén, tại vì vậy satin mình thì trên này nó có là dề rất là bị tương, nên thành ra là mình cắt thì nó dao cắt này nó cắt khá là sắc ha, khó không đỡ bị tương hơn đó. Tại vì đây là cái dao cắt là đang cắt theo kiểu cơ này, thì satin em cũng thử cho mọi người xem về cái khả năng bám mực cũng như là của nó cho mọi người xem đó. Thì mọi người nếu muốn test thực tế thì mọi người có thể liên hệ tới công ty thế giới bảo vật, thì tụi em sẽ gửi mẫu và nhớ để cho mọi người có thể là bỏ ống máy giặt hoặc là giặt tay test thực tế bằng cái công nghệ giặt ở từ cửa hàng mình nó, mọi người có thể xem ha. Và có thể ngâm nhau nhưng mực thì nó vẫn bám, nó vẫn hiển thị rõ hơn. Đây là chất liệu nước nha mọi người, nước bình thường mình có thể tải từ nhiều cái khác nhau ha. Đây, chào mình đây này, đây mọi người có thể thấy không, đây những cái dòng chữ và những cái nét chữ nó vẫn hiển thị đầy đủ và rõ ràng. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về cái khả năng in ấn trên chất liệu tem nhàn vải, đó là satin và rubang của dòng máy Rin 412 PA cộng này, cũng như là gắn thêm dao cắt, option thêm dao cắt để cho mọi người thấy cái khả năng cắt từng con tem hoặc là từng cái tệp tem của cái dòng máy này kết hợp với cái dao cắt này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm về cái cách thức có thể in trên những con tem nhàn vải chất lượng và cũng như là có độ bám, độ bền cao, thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trong web thegioibarvat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.